chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị món phở. Phở đây, đây là quán này, quán phở Cô Hà này, một số 135 Đoàn Văn Bơ này quý vị ơi. Nhân tiện là Kiên đi làm qua đây rồi ăn luôn, nhân tiện quay chia sẻ với quý vị luôn nhá. Đây là phở Cô Hà nhá. Phở Cô Hà, cái này là cái gì cô nhỉ? Gân là gân bò này quý vị ơi. Đây là gân bò này. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Gân bò nhá. Đây, đã, đây cô đang làm phở cho Kiên này. Đang làm phở cho con. Đang làm phở. Kiên ăn cái món phở phở Thăng Long đúng không cô? Đúng rồi. Đây là sách bò đúng không? Đúng rồi. Phở Thăng Long này. Đây là nồi nước dùng của cô này. Nước dùng này. Đấy. Cô bán đây là hai mấy năm rồi đúng không? Cô ai phụ hay là một mình tối một mình cô bán ở đây? Chú bán. Cô với chú bán ở đây hả? Wow, đây có bò viên đúng không cô? Có đầy đủ hết. Bò viên này, hành này. Còn cái này là một cái món gì mà sa tế đặc biệt hả cô? Cái này là cô bán. Cô làm sa tế, cô bán sa tế 50.000 một củ à? Rồi, đúng rồi. Đây là gân bò này, rồi bò viên. Gân bò là sách bò này. Thăng bò. Đây là thịt bò. Bèo bò. Bò viên. Đây là bò viên này quý vị. Đây. Đây quay cận cảnh cho quý vị thấy nhá. Wow. Đấy. Đấy, đây rất là đẹp. Thì con đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây, đấy, rất là sáng và đẹp. Phở Cô Hà nha quý vị ơi. Nó nằm ở số là 135 Đoàn Văn Bơ đúng không? Thẻ 135 Đoàn Văn Bơ luôn cô. Đấy. Thẻ 135 Đoàn Văn Bơ nha quý vị ơi. Cái nồi này nó dùng này, cô nấu rất là nhiều món, bỏ củ cải rồi hành, củ cải hành với lại cái này là nước dùng rồi, cái này nước dùng này, nước dùng này, củ cải hành nước dùng. Wow, đấy nó hấp dẫn, là hấp dẫn. Wow, rất là nhiều hành đúng không, đẹp, rất là ngon. Nó trộn dưới này, đây nó trộn dưới này đấy. Rồi con lại ăn đi. Rồi đây, đây là phở này cô nhỉ? Đây là phở đúng không? Đây phở, phở đây, phở đấy, đấy phở. Cô đang làm tỏi à? Đang làm tỏi. Phở ngâm á? Phở ngâm. Phở ngâm này đúng không? Đây, lại đây xem cô làm tỏi này quý vị. Cái quán này nằm ở góc đường rất là sạch sẽ nhá. Đây, góc cái hẻm. Nhưng mà cô xếp hàng bàn ghế rất là sạch sẽ. Rất là tuyệt vời. Đây là cô phở kia đã gọi. Đây, cô kia đã gọi cho phở đây. Có chanh ớt này. Dạ. Chú đi đâu rồi cô? Chú về nhà. Chú về nhà, nhà cô gần đây không? Gần. Này là rau. Này là rau thơm đúng không? Rau thơm. Cô bán ở đây thì bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô nhỉ? Cô bán từ 6 giờ chiều tới 2 giờ sáng. 6 giờ chiều mà 2 giờ sáng luôn. Nghĩa là đêm khuya vẫn có khách đúng không cô? Có. Vẫn có khách. Không có sức bán thôi chứ. Không có sức bán thôi nhưng mà vẫn có khách đúng không? Về phải đi chợ thì cái nọ. Đây này, cái vị này, đây là phở này. Cô có phở, cô làm cái kia. Cái nhà cô gần đây không cô? Chiều là cô để xe lên đây. Cái chỗ này cô có phải thuê hay là gì không ạ? Phải thuê cái chỗ này hả? Hẻm mà đâu phải quay đâu. Đóng thuế nhà nước đúng không? Con này tôi nghĩ là cái hẻm này không phải thuê chứ. Cô có cả bò kho nữa nè. Cô cả bò kho đúng không? Bò kho cho bánh mì đúng không cô? Dạ. Đấy. Cô rất là nhiều món ha. Có hai món thôi, phở với bò kho. Phở với bò kho à? Dạ. Cô bán ở đây là hai mấy năm rồi thì... Hai mấy năm ở hẻm này luôn hả cô? Ở hẻm này. Hẻm này luôn, dạ. Hàng sáng thì cô đóng cho nhà nước bao nhiêu tiền ở đây? Triệu mấy hả? Triệu mấy. Triệu mấy cái hẻm này. Wow. Trong đây là cái hẻm sâu không cô? Sâu, này tôi đi ra ngoài chợ luôn á. Đi ra chợ luôn đó, hẻm thông luôn đúng không? Hẻm thông với lại chợ xóm chiếu luôn cô. Đúng rồi, thông chợ xóm chiếu luôn quý vị ơi. Cái hẻm này này. Đây là cô. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 60 rồi cô. 60 rồi. Già dữ không? Không thấy 60 mà cô vẫn đang còn trẻ quá trời mà. Vẫn đang còn bán phở được là Vừa bán vừa làm hàng nè, vừa bán làm hàng đúng không? Có, con thấy không?
có mua gì ngoài chợ á. Wow, mua đồ làm thẳng sợ nó bỏ quá chất á. Dạ. Mà con nhắc mua. Mua sợ ở ngoài đó, nó đâu quá chất ăn cũng sợ lắm rồi à. Ừ, còn đâu ấy. Đây dám ăn ngoài lắm đây này, cô này tô phở của cô rất là tuyệt vời đó quý vị. Rất là ngon nhá. Kênh là sẽ ăn sách bò này. Đây là sách bò này quý vị. Thằng Long ở ngoài Bắc thì gọi là sách bò, sách. À sách là khác rồi cô, đây cái này. À tu à, cái này là Thăng Long đúng không? Thăng Long cái này con nhầm. Này bạn con đông không? À bạn con quá đông quá trời luôn. Chia sẻ cô bán lên. Đấy con đang chia sẻ lên này, có gì để ủng hộ cô này. Để ủng hộ cô đi. Dạ. Con đến đây ăn thôi chứ không phải bắt tôi đi giao hàng. Đến tận nơi ăn luôn. Mai luôn. Đi mai đủ bạn là hộ cô được không? À có gì để con cho nó địa chỉ nó tới. Yeah. Mai con dẫn lại. Đây cô bán thâu đêm luôn mà. Bán cái này. Cô không có gì đâu quá chất, con thấy không? Cô cực lắm, cô vừa bán vừa làm nè. Cô vừa bán mà làm đúng không? Đè cái tỏi này nè là cô làm ở nhà, cô cực lắm nhà, cô làm ở nhà. Rồi cô tự làm nữa. Dạ. Cái tương với cái ớt với cái miếng sa tế với nè tỏi vô con cắt. Wow. Con ngon. Tỏi ăn sống luôn rồi cô. Đây cô làm cho con. Rồi cô làm đi. Làm chén hấp dẫn luôn. Rồi quay phim lên đi. Đây cô đang làm tỏi. Đấy. Này sa tế này nha. Dạ. Rồi tỏi đây. Đó, hấp dẫn không? Đấy. Đây cô làm một trái tỏi rất là hấp dẫn quý vị ơi. Đấy. Rất là hấp dẫn nhé. Cô làm hấp dẫn lắm. Ủa cái chợ xóm chiếu này là nó bán rất là nhiều đồ ăn đúng không cô? Đúng rồi con. Lúc nãy mình muốn đi thì mình chạy đường nào cô nhỉ? Thẳng ra. Chạy đường con đi ra đường này rồi mà. Thẳng ra. Thì con biết ở đây rồi nhưng mà bán đồ ăn vặt á. Bán đồ ăn vặt á hả? Ừ. Chợ 200, chợ 200 đúng không? Ngoài cái chợ 200 còn cái chợ nào giống cái chợ 200 luôn cô? Cô không rành đường. À. Đây cô lo cô làm cũng chết luôn, có đâu vậy cái đường. Cô ít đi đúng không? Hả? Cô ít đi đúng không cô? Nghe là cô dạ đang ăn đây. Con đi tương ớt rồi vô. Đi cho miếng mắm vô. Dạ. Tương cô ngon lắm. Cô ăn thử tương cô đi. Rồi rồi. Cái này tương cô làm luôn hay sao? Làm hết. Cô nói là đồ. Đó, được rồi, được rồi. Được rồi cô. Con ăn lạt lạt thôi. Đúng không ạ? Con ấy này lên con chấm cái này lên ngon. Đấy, rất là ngon. Đây là tương cô làm ngon. Tương cô làm, ớt cô làm luôn ha. Còn nhà không? Toàn nhà làm hết. Không có sợ hóa chất. Nói giờ bán vậy ăn cũng bán thật lắm. Cô về tới 11 giờ sáng, 11 giờ trưa cô mới ngủ. Dạ. Bán trong hẻm cái đồ. Tỏi có muối ăn rất là ngon. Tỏi này tỏi còn muối của cô ăn rất là ngon. Đó, cô làm ở nhà cô làm rất ngon luôn, cô làm. Rất là ngon. Củ tỏi vậy. À. Đó, tỏi ngon ghê không? Tỏi muối ăn rất là ngọt, rất rất là thơm. Hấp dẫn ha. Hấp dẫn. Rất là hấp dẫn này quý vị. Tỏi này ăn rất là thơm nhá. Tỏi này à. Cô tự làm nên là ăn rất là ngon. Chua chua còn ngọt. Tỏi này đang bị đau họng á. Ăn nó cũng rất là tốt. Đây xem cô làm bún này. Rồi xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng kính chào.